Chào mọi người. Hôm nay chuẩn bị hàng về, mình bắt đầu bật bật lọc bật chế độ để chạy nước đồ này nọ cho mấy em để nước nôi đồ. Ok chút. Đây. Tôi còn không bán rồi ha. Mình mới bật đèn nè. Hệ thống lọc. Bữa giờ đánh đèn ghê quá, đều nhiều quá. Thôi không ở đây. Ôi không ngon kìa. Giờ cũng đèn vô. Đấy. Bắt đầu ra. Cái nửa nước ở đây nó sẽ đầy, nó sẽ đưa xuống đây đẩy ra ngoài. Mình đắt lòng cũng thời gian thôi, giờ bắt đầu cho nó hành động lại chạy vệ sinh này nó được 700 vệ sinh thêm. Nó bơm nước lên đi cho mọi người coi, nước nó chảy ra đây. Nước chạy tầm cỡ còn ok.